chai nếp, siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Lướt Yamaha, Vivu nhận quà hè cực cool. Sirius tặng 700.000 đồng, Exciter tặng 5 triệu đồng, Rigo S tặng 7 triệu đồng, Grande Latte tặng 2 triệu đồng, Genus tặng 3 triệu đồng. Lúc anh mua xe mới hay là xe đã qua hả? Qua sử dụng? Anh mua xe mới luôn á. Một ngày gì mức tiền thu nhập của anh được bao nhiêu? Một ngày thu nhập là 1 triệu. Nếu 1 triệu thì một năm anh dư ra bèo bèo cũng có tiền ăn tiền nhà hết. Không, bởi vì nghĩ tiền xăng cộ, tiền công ty lấy là nếu mà tại tháng 30 ngày 30 triệu là công ty lấy hết 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi thì còn tiền bảo hiểm xe tiền, rồi tiền tiếp thị. Trình độ anh hồi đó học tới lớp mấy à? Độ anh học mới tới lớp 9 à. Anh có gì muốn hỏi em không? Anh thì ít nói lắm mà đâu biết gì đâu. Thì anh cứ việc hỏi đi. Thì con anh có thường cho tiền cho anh không hay là... Không, nói chung ra là nó đấy. Làm thì nó nuôi bản thân nó thôi. Anh thì là... nuôi làm riêng, không có chung. Vậy là ý anh là con anh nay là cũng là 29 tuổi. Cũng tới tuổi để cưới vợ được rồi. Thì anh có dự định cái khoản tiền để sau này cưới vợ cho con anh không? Thì cũng có dự định nhưng mà chưa. Có dự định hay là anh phải khẳng định là dự định hay là đã có để mình... Dự định thôi chứ chưa. Vậy rủi con nó đòi đột xuất để đâu lên cái vợ? Nói chung ra là mấy cô mấy chú nó có phụ. Anh hỏi gì em hỏi đi. Anh về không biết hỏi. Thì anh cứ hỏi thi rồi để nhiều khi đi về rồi cái hối hận đó tao ngồi trước mặt mà không hỏi được gì sao. Anh ít nói vậy. Ít cái làm già không? Không có biết hỏi như cái thế nào. À, hôm nay anh gặp em anh cảm nhận như thế nào? Thì nói gặp em thì cảm nhận em cũng rất xinh xắn nhưng mà thấy em cũng rất là vui. Anh có thường lên Bến Tre không? Anh ít có về Bến Tre lắm. Nhưng mà chắc anh biết nghe ngã tư Tân Thành chứ gì hả? Biết. Dạ em nghe đó. Nói chung ra là cái Bến Tre chỗ nào anh cũng biết chứ đâu. Về quê ghé chỗ ghé thăm cho biết luôn. À, rồi tới đó em mời anh về, nếu anh về có số điện thoại anh em mời anh uống cà phê. Cảm ơn em. Mời tôi nữa đó nha. Tôi nói thiệt á, tôi đang có dự định đi Bến Tre đó. Còn mà chị Tuyết Tường Bến Tre ghé em nha. Phải có số liên lạc mới ghé được. Dạ. Chị có dự định đi Bến Tre lên xe em chở đi về luôn. Trời ơi, tao có xe, tao có tài xế riêng không không? Nói đùa thôi chứ thấy thì phụ nữ mình á, này Tường chia sẻ thiệt luôn, sẽ sâu sắc hơn nhiều, sẽ chi tiết hơn nhiều. Nó thật sự mình đòi hỏi một mình khó quá, nó sẽ cũng không có được đâu. Giống như em nè, đó. Đôi lúc nghĩ không phải mình ế chứ. Mà tại sao mình ế được? Anh nói ông cũng đẹp, cũng giỏi, cũng này kia. Mà tại sao không kiếm được ai? Tại em nói thật sự luôn, em khó tính lắm. Em cũng vậy. Em khó tính lắm. Và khi mình khó tính á, cái người xung quanh á, cái người đàn ông nó không đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Mà mình thì lại thấy cái nhu cầu mình nó quá đơn giản. Mà tại sao người ta không đáp ứng được? Tính em thì nó thoáng. Nếu mà nó thoáng nó sợ lỡ thì sẽ dễ hơn. Như em khó tính là khó tính với con như vậy. Là tuyệt đối là không có dùng từ mày với con. Mà em chỉ nghiêm khắc với con. Dạ. Như giờ như vậy là chủ yếu là kêu con ngoan ngoãn thôi. Chứ còn cái vấn đề mà gắt gao là em không có gắt gao. Nhưng mà đối với anh thì em thấy rằng là em hiểu là cái cuộc sống mọi người một cái hoàn cảnh. Cuộc sống của anh đôi lúc nó cũng còn có khó khăn. Giống như đôi lúc chị hỏi những cái câu mà về định hướng tương lai anh không có trả lời được hoặc anh chưa có. Thì đôi lúc em nghĩ rằng là đôi lúc có những con người người ta chỉ là cơm ngày ba bữa và người ta lo mỗi ngày thôi à chị. Chứ người ta không có phải như mình để mình lo cái tương lai ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Cho nên mình hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác để cảm thông được họ. Đôi lúc nó có những cái nó... Thật ra nhiều khi anh thấy chuyện đó là bình thường. Anh vui, hỏi gì anh có gì không? Anh thấy anh tự tin, anh thấy anh thoải mái, ở đâu à, làm được, anh sống được. Rồi đây là những cái câu hỏi của chương trình gửi cho mấy anh chị cho vui. Để mình đọc, rồi mình làm cho nó vui với lại nhẹ nhàng để mình hiểu nhau nhiều hơn. Tắm thôi anh ơi, đúng anh tích bốc hết. Dạ, anh đọc lớn lên giùm Tường đi. Hai bạn ôm nhau trong một phút rồi nói cảm nhận về nhau. Rồi, anh tiến qua xin chỉ hai người đứng lên ôm nhau một phút rồi nói cảm nhận. Nhiều vụ đó lớn hết rồi. Phải không? Nhanh nhanh mạnh mạnh quyết liệt rồi. Lên xíu. Thôi nha. Em biết nói gì đó. Thì xin cho em cho anh ôm em một cái thôi, mình cảm nhận nhau cho nó dễ dàng để mình xin quyết định. Ôm em một cái để mình cảm nhận nhau. Cái tay này sao không ôm trời.
Chứ lớn tuổi chứ hết nửa đời người vẫn còn rụt rè trong tình yêu đó quý vị. Ôm xong phải nói cảm nhận. Cảm nhận. Nhìn nói với cổ á chứ nói em chi. Thì cảm nhận anh như thế nào anh cứ nói đi. Cảm nhận thì nó... Tiêu nó hơi độc thôi, không gì. Lẽ tiêu không độc chết sao? Có hồi hộp hơn không? Có xúc, có rung động gì không? Có hơi rung rung chút. Rồi cảm ơn anh. Rồi mời chị gái bóc một câu luôn ha, bóc một cái luôn ha. Chàng trai xin phép. Rồi ngồi đi chị. Chàng trai nữa hả? Nắm tay cô gái rồi nói cảm nhận là... Cảm nhận nữa hả? Trời ơi sao anh lời quá vậy? Nhờ lời quá rồi. Qua nữa. Nghĩa là qua tiếp thôi. Qua tiếp thôi trời ơi. Là tiếp nữa. Ông tại làm như chương trình đó, cho biết anh ít nói hay sao á. Anh nên nói là cái rồi đó chứ bây giờ chốt luôn nè, giờ là câu chuyện cuối cùng rồi hết rồi đó. Đối với nếu mà có duyên với nhau thì cho cái thời gian để mình hẹn hò tìm hiểu nhau, nếu được thì mình tiến tới một cái hôn nhân. Có số điện thoại thì có thể về ngang ghé mời về nhà chơi cho biết. Và cái ngày đám giỗ đám quả gì đó ở nhà mời. Dạ em. Rồi, là đi ngang rước luôn phải không? Có ngang xe rước không? Luôn, có xe lấy luôn. Tiền taxi không? Không. Lấy tiền taxi còn gì nữa. Lấy tiền taxi còn gì nữa ha. Mời anh chị đặt tay vào cái nút bấm này giúp cho Tường. Sau 3 tiếng đếm của em nha. Nếu anh chị đồng ý cho nhau cơ hội thì bấm mạnh. Không đồng ý có quyền lấy tay ra. Quyền là của các anh chị. Rồi xin mời nhắm mắt lại ạ. 1 2 Em chắc em cũng hiểu là chị còn nhiều cái băn khoăn, nhưng mà chị có thể chia sẻ một chút xíu không? Thứ nhất là trên công việc, nếu mà trên công việc kinh doanh anh này ảnh chậm chạp. Anh hơi chậm. Dạ đúng rồi. Nó sẽ mỗi khi mà anh phát biểu lên một lời nói thì nó sẽ rất là trễ nải, chỉ cần một giây thôi nó cũng vẫn trễ nải. Theo em thì có thể em sợ em lanh lợi hơn ảnh sẽ sau này nó sẽ không có hòa hợp được một cái team. Dạ. Thì sẽ làm đau khổ cho anh nữa. Dạ. Nên để cho ảnh có cơ hội khác, sẽ có người khác sẽ gặp ảnh sẽ may mắn hơn là một. Còn đối với trái tim em là em chỉ cầu mong là cái tấm chân tình, chứ em không cầu mong cái em hiểu bạn. Em hiểu chị mà, em hiểu chị, em hoàn toàn hiểu chị. Dạ. Và em cũng đồng cảm với cái chọn lựa của chị, giống như Tường cũng vậy thôi. Tường không ngại, mà thật sự Tường không lại ngại lấy một cái người hoàn cảnh kinh tế, điều kiện kinh tế khó hơn Tường, nhưng mà cái người đó phải bắt nhịp được với mình. Ví dụ như em nói như một cái chuyến xe hàng, ví dụ như mình đi vô tới công ty để giao đồ, mà ví dụ như mình chỉ người ta đồng thời, tại sao chiếc xe sau nó đã đi sau, xe trước mình đã đi trước, nhưng mà anh bước từ trên xe anh bước xuống để anh đi vô anh trình giấy cho bảo vệ, thì cái anh đằng sau anh đã bước xuống trước, thì cuối cùng lại mình cái đơn hàng của mình phải xe chậm lại để cho xe trước vô nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trên công việc. Thật ra trong cuộc sống có những cái chậm nó chắc, suy nghĩ kỹ nó rất là quan trọng để đưa ra những cái quyết định. Tuy nhiên với cái nhịp sống hàng ngày thì mình phải nhanh nhẹn, mình mới bắt kịp được với cuộc sống. Đôi lúc có thể mình không phát triển được như người khác, mình phải xem lại là do mình đã cố gắng hết sức nhưng mình chậm, mình không theo kịp, hay là do mình chưa thật sự cố gắng hết sức rồi. Quyền là của nhưng anh mà chị thôi. Em chỉ nói đây một câu nữa, anh cứ việc lấy số điện thoại của em, thì nhiều khi có thể tại vì em đi lên Sài Gòn này rất là nhiều, có thể em lên tới em sẽ điện anh nhờ anh chở em qua bên công ty khẩu trang, bên khẩu trang. Tại vì em có nhập khẩu công ty khẩu trang của Cộng hòa Liên bang Đức nên em lên công ty này rất là thường, rồi có thể là em sẽ còn nhờ anh nhiều. Ví dụ như trong khoảng thời gian dù em không bấm nút, nhưng mà trong khoảng thời gian em giao lưu và tiếp xúc với anh, ví dụ như có thể ân tình thuận tình thuận lý, nó có thể còn cái con đường sau nữa. Không, dạ. cũng không có gì, nhưng mà nói chung là cái nhờ chương trình thôi. Ví dụ như mà có duyên thì có duyên có nợ thì gắn kết nhau, còn không duyên nợ thì thôi, chuyện đó dạ. Bình thường thôi quý vị đâu. Rồi vậy Tường cảm ơn anh chị nha. Mời hai anh chị đứng lên ạ. Đây em thay mặt chương trình gửi tặng chị một món quà làm kỷ niệm nha. Là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Mặc dù hôm nay là Tường không có kết nối được hai anh chị, Tường cũng rất là buồn, nhưng mà đó là cái quyền của anh chị rồi. Thì quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ đồng cảm ha. Em xin chúc cho hai anh chị là luôn được nhiều sức khỏe, và không xa mỗi người cũng sẽ tìm được cho mình một nửa yêu thương, cái người đồng hành, một cái người bạn đi với mình một cái chặng đường dài của cuộc đời luôn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng đã hết rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần.